Tôi uống luôn khoảng 100 rồi thì nó kêu, nó bật. Đây, đây bố cầm tắt chỗ này. Tiền lẻ thế. Sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Nghe tiếp cách mặt thử. Và bố tiêu cái gì? Ví dụ muốn mua cái gì đó khoảng 5-10 nghìn. Và đây là tài bao nhiêu? Tuấn xin kìa bố. Lấy thêm đây làm gì cho. Có tiền thế đi quán hả bố? Không, đi quán. Bố định mua cái gì? Mua rượu. Mua cái vớ cái bánh gì? 1-2 nghìn. 1-2 nghìn thì bảo con cháu nó đi mua cho. Bảo nó đi rồi không mua đi. Thôi bây giờ bố bảo con đi, con đi. Bố mua cái gì nào để con đi? Mua cho bố một cốc rượu chua vào đây. Đấy, đây, đây. Đây có đâu? Bố có đây thôi. Bố cất đi rồi. Thế?